Thưa quý vị, toàn thành phố Đà Nẵng hiện có hơn 1.500 trẻ mồ côi, trong đó có hơn 150 em mồ côi có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và mồ côi do dịch COVID-19. Trong dịp Tết Trung thu năm nay, bên cạnh chăm lo, mang lại niềm vui cho thiếu nhi trong toàn thành phố, Đà Nẵng đặc biệt quan tâm đến trẻ em là con của công nhân viên lao động có hoàn cảnh khó khăn, trẻ có cha hoặc mẹ mất vì COVID-19. Đã thành thông lệ hàng năm để chuẩn bị cho Tết Trung thu, thành phố Đà Nẵng phát động chương trình vận động tặng quà cho trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các xã phường, nhằm thu hút các em tham gia các hoạt động vui chơi giải trí an toàn, lành mạnh, nhất là trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Sau 2 năm gián đoạn vì COVID-19, Trung thu năm nay các địa phương tập trung tổ chức các chương trình mang tính truyền thống như phá cổ, múa lân sư rồng, rước đèn Trung thu, cắm trại, các cuộc thi làm đồ chơi truyền thống, trò chơi dân gian, tìm hiểu di tích lịch sử, qua đó định hướng giáo dục trẻ em giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, tạo sân chơi lành mạnh cho các em trong dịp này. 2 năm qua thời gian dịch cho nên là tụi con không có nhiều hoạt động nhận quà. Sau thời gian dịch thì có hoạt động nhận quà nhân viên thì tụi con rất là vui và cảm thấy hoạt động này có ý nghĩa và mang đến nhiều niềm vui cho tụi con. Tôi thấy là quận phường rất là tốt, chăm sóc những người mà hộ mình là trẻ em mồ côi, mình rất là biết ơn, lo cho nhân dân các cháu mồ côi như vậy là rất tốt. Những năm qua các cấp ngành chức năng đã thực hiện đầy đủ quy định chính sách hiện hành của nhà nước địa phương với mục tiêu xây dựng thành phố Đà Nẵng thân thiện an toàn với trẻ em. Với sự chung sức chung lòng của toàn xã hội, chắc chắn rằng ngày càng có nhiều trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng mùa Trung thu rộn ràng và đông đầy yêu thương. Trong thời gian đến, Hội Liên hiệp Phụ nữ quận cũng sẽ chung tay cùng các ngành trên địa bàn quận và các phường để mà tiếp tục mà nhận và giúp thêm nhiều em có hoàn cảnh khó khăn mồ côi để các em có thể là vượt qua những khó khăn vươn lên trở thành những công dân có ích cho xã hội. Với suy nghĩ mỗi người một ít vì cái Tết thiếu nhi ngập tràn tiếng cười cho các em, nhiều cách làm hay, hoạt động ý nghĩa đã được đồng loạt tổ chức tại tất cả các địa phương, đơn vị. Nguồn động viên chia sẻ kịp thời này vừa góp phần sự ấm tâm hồn trẻ thơ, vừa giúp các em có thêm niềm tin yêu, hy vọng vào những điều tốt đẹp.